tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin sự việc bốn mẹ con nghi nhảy cầu Đông chủ tại quận Long Biên, Hà Nội. Cư dân mạng lan truyền hình ảnh bốn đôi dép bị bỏ lại trên cầu được cho là của bốn mẹ con. Một lá thư tuyệt mệnh được để lại trong chiếc xe ô tô để lại trên cầu với nội dung nói về áp lực cuộc sống nên bốn mẹ con quyết định nhảy cầu. Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đã cử lực lượng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày xảy ra sự việc, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, quận Long Biên cho biết người nhà đã phát hiện bốn mẹ con tại tỉnh Vĩnh Phúc trong tình trạng khỏe mạnh. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng trở về, dừng công tác tìm kiếm. Vụ việc này gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi người mẹ trong vụ việc này có phải chịu trách nhiệm gì cho việc mình gây ra. Bàn về vấn đề này, thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích pháp luật hiện hành không có các quy định trực tiếp và cụ thể về việc xử phạt đối với các hành vi giàn cảnh giả quyên sinh như trong vụ việc này và đây là lỗ hổng pháp lý cần khắc phục bởi theo luật sư hùng thực tế cũng đã có nhiều vụ việc tương tự khiến cho các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng để tìm kiếm cũng như điều tra xác minh về vụ việc gây mất thời gian công sức của rất nhiều người tốn kém cho ngân sách nhà nước tạo dư luận hoang mang tiêu cực trong xã hội Đồng thời, trong quá trình tìm kiếm thì các lực lượng cứu hộ, cứu nạn không chỉ phải gặp những khó khăn, vất vả mà còn có thể phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm thường trực, có thể bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Chính vì vậy, theo luật sư Hùng, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu xem xét để bổ sung các quy định xử lý đối với các hành vi tương tự như thế này, bao gồm các chế tài xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả các chi phí cho việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nếu phát sinh các hậu quả nghiêm trọng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường tính răn đe, phòng ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai. Trong vụ việc này, theo luật sư Hùng, người dân cũng cần tránh không thực hiện các hành vi này, không thể vì chuyện riêng tư, bức xúc của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí có thể dẫn đến những vấn đề hoặc thiệt hại đáng tiếc khác. Còn theo ý kiến của luật sư Nguyễn Thanh Tùng, công ty luật ICC cho biết có thể thấy hành vi dựng hiện trường giả một vụ quyên sinh của bà mẹ trong tình huống này đã làm cho cơ quan chức năng phải rất vất vả trong việc xác minh thông tin, triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, gây tụ tập đông người. Luật sư Tùng đánh giá, bên cạnh đó, việc tự ý chụp ảnh đăng thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội của một số cá nhân đã làm cho dư luận hoang mang, bàn tán xôn xao. Nhận định về trách nhiệm, luật sư Tùng cho rằng trước hết cần làm rõ động cơ, mục đích của bà mẹ trong tình huống cụ thể này là gì. Nếu việc dựng hiện trường giả này không phải là thủ đoạn nhằm thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm nào khác, ví dụ gian dối để chiếm đoạt tài sản, thì cũng cần xem xét xử phạt hành chính theo điểm A, khoản 1, điều 7, nghị định số 144 năm 2021, NDCP về hành vi gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác. Cũng theo luật sư Tùng, trường hợp này cũng cần lưu ý một số cá nhân khi chưa rõ sự tình, chưa có kết luận của cơ quan chức năng đã vội chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội kèm theo nhiều suy diễn. Tiếp đó được cộng đồng mạng share, like gây hoang mang dư luận. Việc làm này có thể bị xử phạt theo điểm D khoản 1, điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 NDCP về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác cho rằng cần phải có chế tài xử phạt nặng đối với hành vi tương tự để chăn đe tránh các vụ việc tương tự xảy ra, bởi việc này gây xôn xao dư luận và cơ quan chức năng mất thời gian, công sức vào cuộc xác minh, tìm kiếm. Công an quận Long Biên, Hà Nội bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tìm thấy bốn mẹ con chị Hát ở Vĩnh Phúc, trước đó nghi nhảy cầu đông trù. Hiện tại, sức khỏe bốn mẹ con chị Hát hoàn toàn bình thường. Cơ quan công an đã liên hệ với người thân để đón về. Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 24 phút ngày 1 tháng 3, đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên nhận tin báo có người nhảy cầu tại cầu Đông Trù. Ngay sau đó, đơn vị đã xuất xe đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, hiện trường để lại một ô tô, thư nhắn lại người nhà là chồng, bốn đôi dép, một người lớn, ba trẻ em. Nội dung bức thư để lại – anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói anh áp lực trong cuộc sống, vậy bốn mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh, mẹ xin lỗi các con đã phải khổ theo mẹ. Sau khi hình ảnh và thông tin được đăng tải đã thu hút hàng trăm bình luận chia sẻ, đa số đều mong bốn mẹ con bình an, một số bình luận cho rằng đây chỉ là hành động dọa dẫm do mâu thuẫn gia đình bên cạnh đó nhiều người lên án suy nghĩ hành động dại dột kéo theo các con cùng quyên sinh của người mẹ Đến 8 giờ 21 phút cùng ngày, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên đề nghị chi viện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, công an thành phố đến tham gia tìm kiếm. Đồng thời, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông cũng triển khai cano phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đường sông tìm kiếm các nạn nhân nghi vấn nhảy cầu từ khu vực chân cầu Đông Trù đến cửa dầu ngã ba sông Hồng sông Đuống cơ quan chức năng cũng đã liên hệ người nhà chị hát để xác nhận thông tin từ những dấu hiệu bất thường để lại hiện trường như các đôi dép đều sắp xếp trật tự trên xe ô tô đồ đạc ít bị xáo trộn lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát khu vực cũng tỏa đi các nhà nghỉ xung quanh khu vực tìm kiếm Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã tìm thấy chị Hát cùng các con nhỏ ở địa điểm an toàn. Chị Hát bước đầu cho biết giận dỗi chồng nên làm hành động dại dột trên để gây áp lực. Hiện cơ quan chức năng đã ổn định tinh thần cho chị Hát để về đoàn tụ cùng gia đình. Các lực lượng tìm kiếm trên sông ứng trực trên cầu Đông Trù đã được lệnh rút. Mới đây, ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bạo hành gia đình tại xóm 6, khiến người phụ nữ nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình là bà Trần Thị Mờ, 52 tuổi. Người chồng bạo hành vợ là ông Lê Ngọc Thành, 41 tuổi, trú xóm 6, xã Xuân Sơn. Ông Thành là người địa phương từng trải qua một đời vợ, còn bà Mờ quê ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, là mẹ đơn thân, sau khi kết hôn được một thời gian, hai vợ chồng rời quê vào Bình Dương làm thuê, nhưng nghe nói thường xuyên mâu thuẫn và sống ly thân. Thời gian vừa rồi, ông Thành trở về địa phương trước, sau đó khi bà mờ về để giải quyết thủ tục ly hôn thì xảy ra sự việc. Hiện lực lượng công an đang hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật của bà Mai để tiến hành xử lý vụ việc theo đúng pháp luật. Ông Thu cho hay. Trong đoạn video được trích xuất từ camera, được người nhà bà Mờ chia sẻ, Thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, khi đó bà Mờ và chồng tranh cãi to tiếng, sau đó người chồng đưa bà Mờ vào phòng và đóng cửa. Ít phút sau, người nhà phát hiện có tiếng động bất thường trong phòng nên đã hô hoáng mọi người xung quanh đến ứng cứu, đồng thời khuyên ông Thành dừng đánh và mở cửa. Tuy nhiên, ông Thành vẫn ngoan cố cho đến khi có bố ruột khuyên nhủ thì ông Thành mới chịu mở cửa cửa mở, phát hiện trên mặt bà mờ có máu, sưng tím, dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, gia đình và hàng xóm lập tức đưa người phụ nữ đến bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương thăm khám. Vì vết thương quá nặng bà mờ được chuyển lên bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Anh Mai Bá Sơn, con trai của bà mờ cho biết bà mờ từng có 15 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi đàn con ăn học. Khi trưởng thành, các con cùng ủng hộ mẹ đi bước nữa để có chỗ dựa tinh thần lúc tuổi già bà Mờ quyết định kết hôn với ông Thành, ít hơn 11 tuổi. Trong hơn một năm qua, mẹ tôi luôn phải sống trong sự đe dọa đánh đập từ người chồng Vũ Phu, nên mới đây mẹ đã quyết định ly hôn. Khoảng một tuần trước, mẹ có về quê gặp ông Thành nói chuyện trước khi ra tòa. Ngày 28 tháng 2, tiến hành ly hôn thì xảy ra vụ việc đau lòng này, anh Sơn chia sẻ. Anh Sơn cho hay mẹ anh được các bác sĩ chẩn đoán bị gãy xương sườn mặt rách sưng phù do tác động của vật cứng kim loại và hiện đang chờ đợi kết quả giám định thương tật. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật của bà Mờ để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.